Hôm nay mình xin được đọc một trong những bài viết của chú Nguyễn Hữu Chế về cuộc đời quân nhân của chú. Chú Nguyễn Hữu Chế nguyên là thiếu tá, tiểu đoàn trưởng, tiểu đoàn 2, 43, sư đoàn 18, bộ binh, quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Bài có tựa đề là Đi quân dịch là thương nòi giống. Nhập ngũ. Hôm nay là ngày 22 tháng 2 năm 2021. Đúng ngày này, 59 năm về trước. Ngày 22 tháng 2 năm 1962, tôi từ giã nếp sống thư sinh lên đường nhập ngũ. Buổi sáng hôm đó, tôi rời căn nhà số 47 cư xá Thái Lập Thành, nằm trên đại lộ Chi Lăng, Phú Nhuận. Một mình lặng lẽ ra đường đón xe thổ mộ xuống chợ Bà Chiểu. Xe dừng trước bưu điện, tôi băng qua đường vào tòa tỉnh. Tiểu khu gia đình là một tòa nhà hai tầng nằm phía bên phải. Khi tôi bước lên thềm, vào phòng, đã thấy vài anh em đến trình diện, đang ghi danh với một viên thư ký, mang cấp trung sĩ. Sau tôi còn vài người. Rồi chúng tôi được lệnh lên xe GMC, trực chỉ đi Hóc Môn. Xe dừng trước cổng doanh trại, trung tâm tuyển mộ và nhập ngũ đệ nhất quân khu. Sau một tuần khám sức khỏe, chúng tôi được lệnh lên xe, chuẩn bị di chuyển. Buổi sáng hôm đó, ngày 27 tháng 2 năm 1962, Sài Gòn có biến động. Hai phi công phản loạn Phạm Phú Quốc và Nguyễn Văn Cử đánh bom Dinh Độc Lập. Tất cả xuống xe ra giao Thông Hào. Ngày 1 tháng 3, chúng tôi lại được lệnh lên xe đi Thủ Đức. Xe đi qua chợ nhỏ, tiến vào cổng Liên Trường Võ Khoa Thủ Đức. Chúng tôi được đưa đến tòa nhà cánh trái của Vũ Đình Trường là khối quân huấn để làm thủ tục nhập trại. Tôi được cấp số quân mới 60-101-415. Trước đây, khi đến tuổi trung binh, tôi trình diện khám sức khỏe ở Huế, được cấp số quân 60-202-101, vì lúc đó Huế thuộc đệ nhị quân khu. Thủ tục nhập học xong, chúng tôi được dẫn đi lãnh quân trang và đưa về đại đội 9, trung đội 35. Đại đội 9 nằm gần cổng đi hướng Long Thành Mỹ. Còn tiếp theo.